Phương xin kính chào quý vị đến với bản tin Kinh tế Thế giới do ban biên tập tuổi trẻ hải ngoại biên soạn. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Anh Quốc cam kết sẽ giải quyết vấn đề tiền thưởng và tiền lương quá cao của các vị giám đốc điều hành. Trong khi hầu hết người dân Anh Quốc đã không nhìn thấy tiền lương của họ gia tăng trong vòng nhiều vài năm qua, thì các ông chủ của các công ty lớn nhất tiếp tục nhận được những mức lương tăng rất lớn, ngay cả khi giá của cổ phiếu bị suy giảm. Mức lương cao quá mức của các giám đốc điều hành là một chủ đề nóng vào một thời điểm mà người dân có mức thu nhập bình quân đang phải vật lộn với vật giá leo thang, với nạn thất nghiệp và các cắt giảm chi tiêu của chính phủ. Thủ tướng Anh Quốc ông David Cameron đang xem xét việc đưa ra một điều luật nhằm để ngăn chặn các mức thù lao quá cao. Ông Cameron đã tuyên bố trên đài truyền hình BBC rằng ông có thể sẽ đưa ra những đề nghị dự luật cụ thể vào mùa xuân này. Thủ tướng Anh Quốc nói, các mức lương giám đốc đã gia tăng một cách quá đáng, không liên quan đến sự thành công, và điều này gây thiệt hại cho các cổ đông và các khách hàng, và đây là một điều sai trong chủ nghĩa tư bản. Điều quan trọng nhất gây phẫn nộ cho người dân đó là các khoản tiền thưởng to lớn này vẫn được trả, cho dù các vị giám đốc này thất bại. Ông Cameron cho biết từ năm 1998 đến năm 2010, mức lương trung bình của các giám đốc điều hành FTSE đã tăng gấp 4 lần, một tốc độ gia tăng nhanh hơn nhiều so với giá cổ phiếu và tiền lương của người lao động. Ông cho biết tất cả mọi thứ đều đang được xem xét để kiểm soát mức lương của các giới chức điều hành, và ông cũng đã gợi ý đưa ra một quy tắc cho phép các cổ đông có cơ hội để bỏ phiếu về số tiền thưởng cho giám đốc điều hành. Ông Cameron nói, các công ty cần công bố các mức tiền lương và tiền thưởng một cách rõ ràng, minh bạch và đưa ra trước các cổ đông để bỏ phiếu. Như vậy, các chủ sở hữu của công ty được yêu cầu bỏ phiếu về các gói bồi thường khi sa thải và các khoản lương khi bị thất bại. Tuy nhiên, Liên đoàn Công nghiệp Anh Quốc cho biết họ không tin tưởng bởi đề nghị cổ đông. Ông John Kirtland, Tổng Giám đốc Liên đoàn Công nghiệp Thương mại, cho rằng không nên để cho các cổ đông, cho dù là cá nhân hay tập thể, can thiệp vào trong các quyết định hàng ngày của một giám đốc của một công ty. Tuy nhiên, vấn đề tiền lương của giám đốc điều hành vẫn là tâm điểm của sự chú ý. 83% của ngân hàng RBS thuộc sở hữu của người dân đóng thuế Anh Quốc. Và theo tờ báo Financial Times đưa tin vào hôm thứ Hai, thì ông John Hurricane, người đứng đầu của chi nhánh ngân hàng đầu tư, đang gặp khó khăn của RBS, có thể nhận được một khoản tiền thưởng đặc biệt trong tháng 4 lên đến 4 triệu bảng Anh. Năm 2009, ông Hurricane cũng đã nhận được 29 triệu cổ phiếu như là một phần của kế hoạch tái cơ cấu, bất chấp quyết định sai lầm của RBS mua lại ngân hàng cho vay ABN AMRO của Hoa Lan, đã đẩy RBS đến bờ vực của sự sụp đổ. Hôm thứ Ba, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã gặp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế bà Christine Lagarde tại Berlin với nội dung chủ yếu là khủng hoảng tài chính Hy Lạp. Sau cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày hôm thứ Hai, mà hai phía đều cùng thừa nhận rằng tình hình của khu vực đồng Euro là hết sức căng thẳng, buổi làm việc giữa Thủ tướng Đức và vị Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào hôm thứ Ba đã đề cập đến nhiều chủ đề quan trọng, đặc biệt là trường hợp của Hy Lạp, một lần nữa đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Athens đang phải nỗ lực để tránh bị phá sản và để nhận được một khoản vay mới mang tính sống còn. Theo báo chí của Đức, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, một trong bộ ba định chế cung cấp trợ cấp tài chính cho Hy Lạp, đã tỏ ra nghi ngờ về khả năng của quốc gia này có thể đưa được tình trạng tài chính công của mình phục hồi trở lại. Sáng hôm thứ Hai, Thủ tướng Đức đã tuyên bố châu Âu muốn Hy Lạp vẫn tiếp tục ở trong khối đồng Euro, nhưng Hy Lạp phải thực hiện được các cam kết đối với bộ ba định chế tài chính, cung cấp trợ giúp tài chính, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Liên hiệp châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu, và nhất là nước này phải tiến hành các đàm phán với các nhà đầu tư tư nhân để có thể tái cơ cấu các khoản nợ. Trong khi đó, các ngân hàng châu Âu hiện nay đang có những lo ngại khác. Các ngân hàng đang liên tục gửi một số lượng kỷ lục tiền mặt vào Ngân hàng Trung ương châu Âu với tổng số tiền lên đến 480 tỷ euro chỉ trong ngày thứ Hai và thứ Ba. Đây có thể được coi là một dấu hiệu của sự bất ổn trên thị trường liên ngân hàng. Theo một đánh giá của các nhà phân tích thuộc Ngân hàng Đầu tư Anh Quốc Barclays, những điều này cho thấy Hy Lạp có khả năng rơi vào phá sản trong hỗn loạn, ảnh hưởng đến Ý và các nước khác. Và trong bối cảnh này, ngày càng cần đến sự tham gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế với các biện pháp phòng ngừa để hạn chế khủng hoảng tại Ý và Tây Ban Nha. Không chỉ tình hình của khu vực đồng Euro cần đến sự nỗ lực của Quỹ Tiền tệ Quốc tế,
Hungary cũng đang gặp nguy cơ. Vào hôm thứ Ba, một phái đoàn của Hungary đã đến trụ sở của Quỹ tiền tệ quốc tế tại Hoa Thành Đốn để tìm cách nối lại các thương lượng nhằm có thể vay được thêm tiền. Tình trạng của Hungary cũng có ảnh hưởng đến nước Áo láng giềng. Theo đánh giá của một số chuyên gia tài chính, vốn là một trong 6 nước khu vực đồng Euro nhận được điểm tín nhiệm AAA, Áo cũng có khả năng bị lôi cuốn vào cuộc khủng hoảng. Liên quan đến việc đánh thuế đối với các giao dịch tài chính, hôm thứ Ba, Đan Mạch, hiện là quốc gia chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu, đã bác bỏ dự án đánh thuế đang được thảo luận trong nhóm 27 quốc gia, được trình lên Ủy ban châu Âu vào tháng 9 năm 2011, và cảnh báo các nguy cơ chia rẽ nội bộ tiếp theo sáng kiến đơn phương về thuế Tobin của Paris đề xuất. Những khó khăn kinh tế toàn cầu cũng đang đe dọa đến các nước châu Á. Tăng trưởng của nền kinh tế Trung Cộng đã chậm lại, xuất khẩu của nhiều nước châu Á suy giảm vì khủng hoảng tại châu Âu và khó khăn kinh tế tại Hoa Kỳ. Đó là những thách thức chờ đợi nền kinh tế châu Á trong năm 2012. Trong dự báo kinh tế năm 2012 của mình, cơ quan thẩm định tài chính Hoa Kỳ Moody's không mấy lạc quan về viễn ảnh tăng trưởng của châu Á. Trung Cộng, Ấn Độ hay Nam Dương vốn được coi là những nền kinh tế năng động nhất cũng sẽ không ngoại lệ. Tỷ lệ tăng trưởng của Trung Cộng dự trù chỉ còn 8%. Một số nhà phân tích còn đi xa hơn khi cho rằng giai đoạn tăng trưởng thần kỳ của Trung Cộng đã thuộc về quá khứ. Về phần Ấn Độ, theo nhận xét của Moody's, quốc gia này cũng đang bước vào một vùng gió xoáy. Riêng Nhật Bản, sau một năm điêu đứng vì thảm họa sóng thần và tai nạn hạt nhân Fukushima, trong năm 2012 sẽ thực sự bắt tay vào công trình tái thiết, cho nên tổng sản lượng nội địa của Nhật Bản được dự trù sẽ tăng 2.1%. Một cơ quan thẩm định tài chính uy tín khác là S&P cũng đã nêu lên quan điểm tương tự khi cho rằng tỷ lệ tăng trưởng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2012 sẽ chậm lại do xuất khẩu đi xuống, do bất ổn trên các thị trường tài chính và do đe dọa suy thoái tại châu Âu và Hoa Kỳ. S&P đặc biệt quan ngại đối với các nước lấy xuất khẩu làm chủ đạo như Nam Dương, Mã Lai, Thái Lan, Phi Luật Tân và Việt Nam. Tuy nhiên, báo cáo của S&P tin tưởng vào đầu tư và tiêu thụ nội địa của Phi Luật Tân cũng như Mã Lai, phần nào sẽ giúp hai quốc gia Đông Nam Á này chống cự với đà suy thoái chung của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, toàn cảnh kinh tế châu Á không đến nỗi quá đen tối nhờ lạm phát được khắc phục tại các nước Nam Dương, Mã Lai và kể cả Philippines. Lạm phát tại Phi Luật Tân ở vào khoảng từ 4.2 cho đến 4.7% trong năm, thấp hơn so với 5.2 tại Nam Dương và thấp hơn hẳn so với chỉ giá tiêu thụ dao động từ 9.9 cho đến 10.4% của Việt Nam. Riêng Mã Lai và Thái Lan đã thành công trong việc duy trì chỉ giá tiêu dùng ở mức trên dưới 3%. Liên quan đến chỉ số nợ nước ngoài, S&P đã đánh giá tích cực 16 trên 22 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. Riêng Việt Nam và Nhật Bản thì bị đánh giá tiêu cực. Các nhà sản xuất xe hơi đang thúc đẩy cạnh tranh. Ba công ty sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ đã quay trở lại hội chợ triển lãm xe hơi tại Detroit sau khi đã thực hiện được những kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong năm 2011. Tất cả ba nhà sản xuất xe hơi đã gia tăng được thị phần tại Hoa Kỳ lần đầu tiên trong 23 năm qua và trọng tâm trong năm mới là sáng tạo và đưa ra các loại xe mới. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty Ford, ông Alan Mulally, cho biết năm nay là một năm kỷ lục về số các sản phẩm mới sẽ được giới thiệu ra thị trường. Một số các kiểu xe mới được giới thiệu bao gồm các kiểu xe Cadillac nhỏ của GM. Tuy nhiên, những người mua xe có thể không còn có được những giảm giá đặc biệt như trong năm ngoái. Ông Mark Russ, giám đốc của các hoạt động của GM tại Bắc Mỹ cho biết, các công ty sẽ chia sẻ thị trường dựa trên chất lượng của sản phẩm, nhưng các ưu đãi về mức giá, giống như trong quá khứ, sẽ không còn trong năm nay tại GM. Các nhà phân tích và các giám đốc điều hành mong đợi, doanh số bán hàng của xe hơi trong năm 2012 sẽ tăng từ 4% cho đến 9%, và đây sẽ là lần tăng trưởng thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, lợi nhuận vẫn còn ở mức vừa phải, và ba công ty sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một số thách thức từ nước ngoài. Ông Jeremy Unwell, phó chủ tịch của Edmunds.com, cho rằng trong năm nay, mức độ cạnh tranh giữa các công ty xe hơi sẽ gia tăng mạnh. Ví dụ như Toyota sẽ tìm cách lấy lại thị phần bị mất trong vài năm qua, cũng như Volkswagen cũng đang rất tích cực tìm cách lấy lại một số thị phần bị mất trong mấy năm vừa qua, và Hyundai có thể sẽ là kẻ gây xáo trộn trên thị trường.
Hyundai thực sự đang gây sự chú ý. Chiếc xe Elantra đã nhận được danh hiệu chiếc xe năm 2012 ở Bắc Mỹ tại hội chợ triển lãm xe hơi cùng với một chiếc xe ngoại quốc khác, đó là chiếc Range Rover của thương hiệu Land Rover. Chiếc xe Evoque được mệnh danh là chiếc xe tải nhỏ của năm và các nhà sản xuất xe hạng sang đã làm tất cả khả năng để thu hút người mua trong tình hình của một nền kinh tế đang gặp khó khăn cả ở trong nước lẫn ở ngoại quốc. Ông Dieter Jetz, chủ tịch của Daimler AG và là người đứng đầu của Mercedes-Benz, cho rằng hiệu quả nhiên liệu sẽ là một chủ đề quan trọng và sự kết nối là một yếu tố quan trọng khác. Đó là một cuộc chạy đua để tranh giành sự ủng hộ của những người mua xe trên một con đường đông đầy các đối thủ cạnh tranh. Vừa rồi là bản tin Kinh tế Thế giới do bạn biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Xuân Phương cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị.